đang thi công tại một căn nhà trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh thì sàn bê tông bất ngờ đổ sập, tông vào xe đầu kéo, xe khách chở 15 người lao xuống suối ở huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Ngày 27 tháng 8, một nhóm công nhân đang thi công tại một căn nhà trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh thì sàn bê tông bất ngờ đổ sập. Một công nhân bị thương nặng, nhiều công nhân khác tìm cách thoát nạn. Khoảng 11 giờ sáng nay, nhóm công nhân đang sửa căn nhà trên đường này thì bất ngờ sàn bê tông ở lầu 1 đổ sập. Một người bị mảng bê tông lớn đè trúng, được hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Một số công nhân tham gia sửa chữa cho biết, khi xảy ra sự cố, phía trong có 8 người song ở khu vực đằng sau nên thoát nạn. Người bị bê tông đè khi đang đứng ở phía trước gần lối ra vào tòa nhà. Nhóm công nhân đang thi công ở lầu 1 căn nhà rộng khoảng 150m2. Người dân khu vực cho biết tòa nhà trước đây là ngân hàng, sau đó được trả lại. Công trình trên đã thi công được 1 tháng. Đâm vào xe đầu kéo, xe khách chở 15 người lao xuống suối ở huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Tài xế và phụ xe bị thương. Khoảng 13 giờ, ô tô biển Quảng Ninh chở 13 hành khách, hai lái và phụ xe đi trên quốc lộ 4B hướng Lạng Sơn Đình Lập. Khi đến xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình, xe khách đâm vào xe đầu kéo chạy chiều ngược lại, lao xuống suối vệ đường. Một số người đi đường đã trèo lên thân xe đập vỡ cửa kính, đưa hành khách, lái và phụ xe ra ngoài. Thanh tra giao thông tỉnh Lạng Sơn cho biết lái và phụ xe khách bị thương. Công an đang khám nghiệm hiện trường, sau đó sẽ cẩu xe khách lên bờ. Tại hiện trường, toàn bộ xe khách nằm dưới suối, thấp hơn mặt đường khoảng 2 mét. Đầu xe ở giữa suối nên ngập gần hết, đuôi ở sát bờ. Cách khoảng 20 mét là xe đầu kéo bị hư nhẹ phần đầu, đang đổ bên làn phải. Vị trí tai nạn là đoạn cua. Níu kéo tình cảm với vợ Bắc Thành, Bùi Văn Nhuận nảy sinh ý định giết vợ rồi tự tử. Để thực hiện hành vi, Nhuận đã chích điện vào bàn chân rồi dùng dây xiết của vợ cho đến chết. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Nhuận 19 năm tù về tội giết người. Sự việc xảy ra năm 2023, do nghi ngờ vợ có quan hệ với người đàn ông khác, nên Nhuận và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Người vợ muốn ly hôn, nhưng Nhuận không đồng ý. Giữa lúc buồn chán lên đỉnh điểm, Nhuận xuất hiện những luồng ý nghĩ tiêu cực và có ý định giết vợ rồi tự tử. Lợi dụng lúc vợ đang ngủ, Nhuận ra tay tàn độc. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Ngãi có nhu cầu tuyển dụng 5 nhân viên hỗ trợ khách hàng. Tiêu chuẩn điều kiện là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, không quá 28 tuổi, có sức khỏe tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội, ngoại hình ưa nhìn, chiều cao từ 1m58 trở lên. Trình độ đào tạo, tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành kinh tế tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh. Trình độ tin học, thành thạo tin học văn phòng. Trình độ ngoại ngữ, tiếng Anh trình độ C trở lên. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 28 tháng 8 đến hết ngày 6 tháng 9 năm 2024. Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Nội bộ BIDV Quảng Ngãi tầng 4, địa chỉ số 56 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi. Điện thoại 0255 3714 868, máy lẻ 636 hoặc 759. Chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn và các nội dung khác, vui lòng truy cập fanpage Đoàn Thanh niên BIDV Quảng Ngãi hoặc liên hệ các số điện thoại nêu trên. Ông Lê Châu Long, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam bắt giam vì chèn link quảng cáo vào web để thu lợi bất chính. Trong thời gian ông Long giữ chức Giám đốc Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị, được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý cổng thông tin điện tử của tỉnh, ông Long ký hợp đồng với một công ty tư nhân ở Quảng Nam đăng các đường link dẫn đến các trang quảng cáo, thu lợi khoảng 300 triệu đồng. Trước đó, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố 7 bị can, trong đó bắt tạm giam 2 người trong đường dây đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông của người khác. Đáng chú ý, trong 2 người bị bắt tạm giam có ông Lê Châu Long là Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị. Công an thành phố Hải Phòng thông tin, các lực lượng chức năng vừa triệt phá một ổ nhóm bắt giữ 6 người về hành vi mua bán tàng trữ ma túy. Ngày 24 tháng 8 năm 2024, Công an quận Kiến An triệt xóa ổ nhóm mua bán ma túy, bắt 2 người gồm Lê Thị Liệu, 72 tuổi và Lê Thị Liên, 68 tuổi, thu giữ 4,44 gram methamphetamine,
cả hai đã thừa nhận hành vi vi phạm. Đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2024, tỉnh Đắk Nông có tổng số lượt thuê bao chưa chuẩn hóa còn tồn trên hệ thống của doanh nghiệp là 2.684 thuê bao. Số lượt thuê bao đã chấm dứt cung cấp dịch vụ là 1.011 thuê bao. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn chưa thực sự quyết liệt trong công tác thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao. Tình trạng kéo dài thời gian, không xử lý dứt điểm các thuê bao tiêu dùng thấp, nghi ngờ tồn kiên trên hệ thống diễn ra thường xuyên kéo dài. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông quyết liệt xử lý dứt điểm tình trạng thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin hiện còn tồn tại, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng các kẻ xấu đã lợi dụng việc SIM chưa chuẩn hóa thông tin, SIM không chính chủ để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận một ổ dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi đầu tiên trong năm 2024 với 23 con lợn mắc bệnh. Trước đó khoảng 10 ngày, hộ chăn nuôi phát hiện một con heo bị bệnh chết trong chuồng nên đã đem đi tiêu hủy. Vài ngày sau, 22 con heo trong chuồng cũng xuất hiện các triệu chứng sốt cao, bỏ ăn và ít vận động. Trạm chăn nuôi và thú y thành phố Buôn Ma Thuột tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm gửi chi cục thú y vùng 5 xét nghiệm, kết quả dương tính với bệnh tả lợn châu Phi. Khi được đưa tới Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, nữ bệnh nhân rất hoảng loạn khi thấy bụng mình thủng một lỗ lớn và không ngừng bị loét rộng thêm do hoại tử. Bác sĩ Phạm Thị Việt Dung, trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh nhân ở Nghệ An nhập viện trong tình trạng hai đùi sưng phù nề, tụ dịch, vết thương rỉ nước, thậm chí hoại tử. Qua khai thác, vào đầu tháng 8, bệnh nhân có đi hút mỡ hai đùi ở một spa gần nhà. Sau khoảng 2 đến 3 tuần thì đùi bắt đầu sưng tấy, tụ dịch nhiều, đau và sốt. Khi vào bệnh viện tỉnh điều trị nhưng không cải thiện, chị được người thân đưa tới Bệnh viện Bạch Mai để điều trị. Tại bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nhiều lần cho bệnh nhân, xử lý rất vất vả các tổ chức bị thương do bị đa ô nhiễm trùng, sau đó xóa sẹo, tạo hình lại đùi. Đã có nhiều tai nạn thương tâm từ việc săn chiết gà trái phép xảy ra, nhưng nhiều người vẫn bất chấp. Lực lượng chức năng ở thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất, phát hiện cơ sở vi phạm quy định trong việc săn chiết gà. Lực lượng chức năng huyện Thanh Trì, Hà Nội kiểm tra và phát hiện công nhân tại một kho xưởng đang săn chiết gà trái phép. Cơ sở này hoạt động theo tiêu chí 3.0, không giấy phép đăng ký, không có thiết bị bảo hộ cho công nhân và không đảm bảo điều kiện về an toàn, về phòng chống cháy nổ. Theo tài liệu của cơ quan công an, cơ sở này đã hoạt động săn chiết khí gà trái phép từ nhiều tuần nay. Mỗi ngày cung ứng ra thị trường khoảng 100 bình gà các loại thuộc nhiều thương hiệu khác nhau. Săn chiết khí gà trái phép không chỉ là một hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn những nguy cơ lớn về cháy nổ. Nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra, nhưng vì lợi nhuận, một số người vẫn bất chấp. Cơ quan chức năng đã mời tài xế đi ngược chiều làn 120 km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến làm việc. Tài xế cho biết do không biết đường nên lái ô tô đi ngược chiều. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã xử phạt người đàn ông 49 tuổi, trú huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 6 tháng với hành vi chạy ngược chiều trên cao tốc. Tại cơ quan công an, tài xế cho biết do đi nhầm đường nên anh lái xe vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Sau đó đi ngược chiều khoảng 1 km thì quay đầu lại đi đúng chiều và điều khiển xe rời khỏi cao tốc theo hướng về huyện Văn Giang, Hưng Yên. Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đang điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe khách và xe tải làm một người tử vong và một người bị thương. Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày tại km 1890 700 đường thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua Trường Xuân, huyện Đắk Song. Thông tin vào thời điểm trên, xe khách do ông Cao Văn Thành điều khiển theo hướng Đắk Nông - Đắk Lắk bất ngờ tông vào xe tải do ông Trần Bá Chiến điều khiển theo hướng ngược lại. Lúc này, xe khách tiếp tục lao tới tông vào xe tải do anh Nguyễn Văn Thiện điều khiển chạy cùng chiều. Hậu quả vụ tai nạn liên hoàn khiến một hành khách tử vong tại bệnh viện, một người bị thương. Kết quả test nhanh ma túy và nồng độ cồn, cả ba tài xế đều âm tính, không vi phạm. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu là xe khách vượt không đúng quy định gây ra tai nạn giao thông. Ông Bùi Văn Việt, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, bị khởi tố điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can đối với Bùi Văn Thơ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thành, huyện Lạc Sơn; Bùi Văn Nam, công chức địa chính xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Văn Dững, Bí thư chi bộ xóm Sào, xã Văn Nghĩa, Lạc Sơn;
Bùi Văn Sửm, Phó Bí thư, trưởng xóm Sào, xã Văn Nghĩa, Lạc Sơn về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Dân, Phó xóm Sào, xã Văn Nghĩa, Lạc Sơn và Bùi Văn Kỳ, nhân viên lao động hợp đồng Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Lạc Sơn, là đồng phạm với Bùi Văn Dững và Bùi Văn Sửm. Bước đầu xác định hành vi của các bị can gây thiệt hại cho nhà nước số tiền 1,8 tỷ đồng. Người đàn ông Hàn Quốc bị chóng mặt sau khi uống rượu, vào viện cấp cứu được chẩn đoán đột quỵ nhồi máu não. Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp nhận 5 bệnh nhân quốc tịch Hàn Quốc vào cấp cứu. Theo khai thác tiền sử, người này đi nhậu về, cảm thấy đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, phát âm khó và mất thăng bằng. Tuy nhiên, bệnh nhân chủ quan cho rằng mình bị say rượu, chỉ nghỉ ngơi tại nhà. Sáng hôm sau, tình trạng diễn biến nặng hơn, chân tay tê bì, không đi lại được nên người thân đưa bệnh nhân vào viện cấp cứu. Tại trung tâm đột quỵ, bệnh nhân được chỉ định chụp cộng hưởng từ sọ não. Bác sĩ chẩn đoán người này bị đột quỵ nhồi máu não và được chỉ định điều trị nội khoa. Sau 4 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của người bệnh phục hồi tốt, hết rung giật nhãn cầu, nhìn đôi, liệt nửa người được cải thiện. Mưa lớn kéo dài trên diện rộng khiến nước lũ dâng cao và cô lập khoảng 30 hộ dân tại bản Phé và bản Thấm Cấy, xã Tồng Cọ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Nước dâng cao, có nơi đến sàn nhà của nhân dân, có nơi ngập sâu hơn 4 mét. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Tồng Cọ đã huy động trên 100 nhân lực tại chỗ khẩn trương hỗ trợ di dời người và tài sản của nhân dân. Theo dự báo, trong những ngày tới trên địa bàn tỉnh Sơn La vẫn có mưa, nước lũ có thể tiếp tục dâng. Người dân sinh sống tại khu vực trũng đang bị ngập lụt cần cảnh giác, chủ động phòng chống thiên tai, di chuyển đến nơi an toàn. Hai trang trại chăn nuôi heo của công ty trách nhiệm hữu hạn Làng Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã có hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường đất vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai trang trại chăn nuôi heo của công ty trách nhiệm hữu hạn Làng Việt Nam. Hai trang trại này đều bị xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi thực hiện không đúng một trong các nội dung của giấy phép môi trường theo quy định. Xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường đất vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 5 lần đến dưới 10 lần trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5 mét khối một ngày. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Làng Việt Nam là hơn 433 triệu đồng. Trong đó, cả hai trang trại chăn nuôi heo nói trên đều bị áp dụng hình thức xử phạt tăng thêm do các thông số môi trường trong nước thải đều vượt quy chuẩn kỹ thuật, buộc công ty trách nhiệm hữu hạn Làng Việt Nam phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định và báo cáo kết quả khắc phục trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thống nhất lắp đặt đèn đi bộ qua đường tại nút giao đường Bạch Đằng - Nguyễn Thái Học, quận Hải Châu nhằm đảm bảo an toàn cho người đi bộ qua đường tại nút giao Bạch Đằng - Nguyễn Thái Học, khu vực chợ Hàng. Đèn đi bộ nút giao Bạch Đằng - Nguyễn Thái Học, quận Hải Châu sẽ được sử dụng công nghệ AI đo đếm lưu lượng phương tiện và người đi bộ qua đường, thay đổi chiến lược tín hiệu thích nghi, đặc biệt hỗ trợ người khuyết tật, khiếm thị, khiếm thính. Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng sẽ lắp đặt các bộ đèn nút ấn thông minh cho người đi bộ có đồng hồ vòng đếm ngược trên các cột trụ qua đường Bạch Đằng và Nguyễn Thái Học. Một tủ điều khiển tín hiệu giao thông dành cho người đi bộ, một hộp thông tin thông minh xử lý hình ảnh và kết nối trung tâm thông tin đèn tín hiệu. Khi có người muốn sang đường, nhấn vào nút ấn trên thân trụ, đèn nút ấn sáng lên báo hiệu lệnh đã được tiếp nhận. Camera chụp khu vực người đi bộ chờ qua đường ở hai bên. Hệ thống AI đếm số lượng người chờ đèn và tự động bật đèn cho người qua đường khi đủ số người và thời gian. Dự kiến sẽ đưa vào vận hành khai thác đèn đi bộ qua đường tại khu vực nút giao đường Bạch Đằng - Nguyễn Thái Học trong quý 4 năm 2024.